tôi coi ông như là người anh, một người thầy, một người chỉ huy mà tôi kính mến. Thưa Tăng Quyến, tôi cũng biết được ông Du Xe như biết người. Lúc chỉ giờ là một khi tôi biết có đức tin, đức cạnh và đức mến, luôn sống khó thác và tình yêu Thiên Chúa. Hôm nay ở tỉnh Thượng Thọ 94, ông Du Xe như biết người đã thanh thản, đã đi nhẹ nhàng về với Chúa Cha trên trời. Nhưng còn đối với thế gian thì sự ra đi của cụ ông Du Xe là một mất mát to lớn đối với các con, các cháu, chất và đại gia đình họ Lê. Với vài lời tâm tình và lòng thương tiếc, hôm nay tôi được thay mặt thân hữu và bà con trong khu xóm của giáo phụ tổ giáo xứ khu một tổ cộng đoàn giáo xứ các thánh tử đạo Việt Nam đến đây để cùng hợp ý cầu nguyện và có vài lời thân yêu và chia buồn cùng Tăng Quyến. Nguyện xin cho linh hồn Du Xe cụ Lê Đức Hùng sớm được về được nhan thánh chúa thành tín phân yêu. Mời đại diện của Thái Lan. Kính thưa Tăng Quyến và tất cả mọi người có mặt ở đây, tôi xin đại diện cho các đoàn thuê về xa tại nơi mà gia đình anh chị Huy Vân đang tham gia sinh hoạt với cả đoàn chúng tôi. Xin có lời chia buồn cùng với tất cả Tăng Quyến và xin chia buồn kết liên đặc biệt với gia đình anh chị Vân, Huy, chị Vân. Xin Chúa thương đón nhận linh hồn Du Xe được về nơi an nghỉ bình phúc. Thì Chúa đã đưa cho linh hồn Du Xe được sống một cuộc đời sống rất là thường thọ tới 94 tuổi là cái tuổi rất hiếm có, đó là ơn Chúa thương đặc biệt cho linh hồn Du Xe. Và các bạn tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Du Xe trong mỗi thánh lễ, trong mỗi lời ca tiếng hát. Xin có lời chia buồn cùng tất cả các vị. Đọc Việt Nam ví dụ đại diện cho cộng đồng Việt Nam tự do tại Hawaii, chúng tôi đến đây để chia buồn với Tăng Quyến, tất cả bạn bè thân hữu, quân thân bằng quyến thuộc trong buổi cầu nguyện và tra lại lễ phát tang. Chúng tôi đến để chia buồn lần cuối cùng, cái này là ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Goodbye forever. Không phải là au revoir, đây là một adieu, không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Tất cả những ra đi mất mát, đau khổ, đây là lần cuối cùng đại diện cho cộng đồng Việt Nam tự do chia buồn với toàn thể quý vị. Trung tá Lê Viết Mười đã sinh hoạt và đã cố gắng để giúp đỡ cộng đồng Việt Nam tự do từ ngày mà cựu trung tá Lê Viết Mười đến Hawaii. Chúng tôi thành thật chia buồn toàn thể quý vị, gia đình và Tăng Quyến, và đặc biệt là anh Lê Viết Quốc, chủ tịch cộng đồng người Việt Hawaii. Một lần nữa cuối cùng, tôi xin toàn thể quý vị đứng lên để chào quân kỷ lần cuối cùng với quân đội. Mời toàn thể quý vị đứng lên. Nghiêm, chào tay, chào. Aloha, hoa em ạ. Chào toàn thể quý vị. Xin kính mời ông Nguyễn là một thân phụ của các bạn tôi. Xin mời chú Nguyễn. Tôi xin có lời tâm tình với Tăng Quyến. Một người bạn của chúng ta đã ra đời, nhìn quanh bạn bè lần lượt ra đi, chẳng còn mấy ai. Tiếc rằng những ngày anh nằm trên giường bệnh tại nhà vì hoàn cảnh Covid
tôi không đến thăm anh nữa. Khi nghe tin anh mất đã làm tôi xúc động, nhớ đến anh và tôi đã tự tin để đưa lên một phân sự. Anh Mười, 94 năm trần gian từng qua được, anh đã từng trải qua dấu lễ cuộc đời, những năm tháng hạnh phúc cùng gia đình và con cháu, những ngày tháng vui buồn với bạn bè trong quân ngũ, những cay đắng của hải ngọa đài trong chốn lao tù cộng sản. Hôm nay anh giả từ dương thế và bạn bè ra đi thanh thản, bước vào cuộc sống mới, đó là thiên đàng vĩnh phúc, là cùng đích của người công giáo. Anh Mười, với tư cách một người bạn thân giao cùng chí hướng, tôi xin được đôi lời tâm tình của anh và gia đình tán tiếng. Tôi gặp anh vào ngày đầu định cư tại Honolulu năm 1993. Nhận thấy anh là người đồng hương và cũng là cùng đơn vị trong một thời gian ngắn tại trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt. Tình thân thiết ngày càng sâu đậm khi anh gia nhập Hội Đạo binh Đức Mạng, sinh hoạt một thời gian tại Giáo xứ Thánh Tự Hào Việt Nam. Ngoài ra, anh cũng đồng chí hướng là yêu mến và ngưỡng mộ nền nghệ nhất Cộng hòa với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Hàng năm đến ngày 2 tháng 11, anh đã nhắc nhở tôi tổ chức lễ tưởng niệm cố Tổng thống khi được gia quản nhiệm cho phép. Và anh đã hăng say trong mọi sinh hoạt của cộng đồng như hội tù nhân chính trị, hội cao niên, không bao giờ bắn mặt anh. Tôi nhẽ anh Mười, trần gian chỉ là tạm dung, trước sau rồi anh cũng phải ra đi. Hôm nay chúng tôi đến đây để hiệp ý cầu nguyện linh hồn du xe thoát chốn luyện hình, sớm về hương vinh phúc đời đời tiên tiên đạo. Xin cúi đầu bái tạ và vĩnh biệt anh. Ngày hôm nay, thực sự qua những lời phân ưu chia sẻ của tất cả các hội đoàn, của các bà con xa gần, chúng con thật không biết nói gì hơn. Vì đây con xin được đại diện các em, những người con, những người cháu trong gia đình, xin được chân thành biết ơn cha quản nhiệm đã cử hành các nghi thức an táng cho cha ông của chúng con. Xin chân thành cảm ơn quý thân tộc họ hàng, quý bằng hữu thông gia, quý đồng hương và đồng nghiệp, cùng tất cả các hội đoàn đã đến chia buồn tiễn biệt ông Yusa trong buổi chiều hôm nay. Con cũng xin cảm ơn quý vị đã không thể trực tiếp đến tham dự vì tuổi già hoặc ở nơi xa xôi, nhưng quý vị đã gửi những thông điệp chia buồn và hiện dâng lời cầu nguyện cho ba của chúng con. Xin đừng cảm tạ sự hiện diện và những lời chia sẻ rất cảm động về người cha, người ông của chúng con một cách chân thành, kính trọng và đầy lòng thương mến của bà con thân thuộc. Và các chia sẻ thấm tình huynh đệ chí binh của quý bác, quý chú đã là đồng hương, đồng nghiệp trong với Trung tá Quân lực Việt Nam Cộng hòa Liên Tiếp 10. Con xin cảm ơn Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Nam Tự do tại Hawaii và các hội đoàn Lesio Marie, ca đoàn Hội các bà mẹ, Hội cựu tù nhân chính trị, Hội ái cũ người Việt tại Hawaii, Hội phụ huynh sinh viên học sinh Việt Nam tại Hawaii. Trong lúc tan nhau,
bối rối, ắt hẳn gia đình chúng con cũng còn rất nhiều thiếu sót. Lần nữa con xin quý vị liệu tình tha thứ và xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Giuse là cha ông của chúng con được về nơi an nghỉ đời đời. Tam gia chúng con xin đồng vái tạ. Chia sẻ với chúng con là xin mời cộng đoàn cùng hiệp lực ý cầu nguyện cho ba chúng con qua bài hát Chúa ơi đưa con về trời.
chia sẻ nỗi buồn đang quyến khi người thân của ta bước ra khỏi cuộc đời này và bước sang khung cửa mới của miền biên viên vinh cường. Trong lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa với tràn trề của niềm hy vọng, kính thưa gia đình của bà Cội, chúng tôi thành thật cảm ơn tấm lòng chân tình và liên bác đã dành cho chúng tôi một đôi phút thánh sau thánh lễ cuối nhà thờ. Bác lúc nào cũng ân cần hỏi thăm khi tôi đến chào bác. Đôi mắt bác rất tinh tế đọc được suy nghĩ của riêng tôi. Đôi lúc không ngừng ở khung trời Hawaii và đôi mắt bác và hướng về bên kia biển Thái Bình Dương, hướng về một quê hương xa xăm còn nhiều thống khổ, một chí mưu Quảng Trị, nơi bác đã may mắn được sinh trưởng trong một gia đình có một nền tảng giáo dục và đạo giáo rất là vững chắc, một chí mưu rất nổi tiếng để được tự hào trong lịch sử truyền giáo và hy sinh của các thánh tử đạo Việt Nam với phép lạ kinh địa La Mang và vương cung thánh đường phát nguồn từ đó. Cảm ơn bác. Như những người đi trước bác đã một lời, đã một lòng thương nước thương dân, không ngại ra ngược bỏ thay của những chàng trai hồ trong giai đoạn đất nước trong thời chinh chiến đã hiên ngang cống hiến gần cả cuộc đời trai trẻ để bảo vệ chính nghĩa tự do và nhân bản được bảo toàn. Trong cuộc biển lâu dân tộc hiên ngang của cuộc đời, bác đã lưu lạc đến khung trời mới và hiện diện trong ngôi thánh đường này đầy ắp tình người dân Việt đang lưu lạc nơi đây trên biển đất nước. Bác đến rồi bác đi, nhưng bác để lại nhiều thương mến trong cộng đoàn và cộng đồng Hawaii này, để lại các con các cháu thân yêu của bác dưới bầu trời này. Như Huy gia đình của Huy Vân và cháu mình này vẫn đang giang tay phục vụ cho cộng đoàn này như bác đã từng phục vụ cho quê hương Việt Nam, và một tình thương bác kêu gọi để gửi đạo cho các quả thương binh Việt Nam cộng hòa vẫn còn đang thiếu khổ ở quê nhà. Tôi xin mạn phép trích một câu nói bất hủ một vị tướng Hoa Kỳ, tướng Douglas MacArthur, đã hiên ngang nói trong Quốc hội Hoa Kỳ, và chúng tôi luôn ca ngợi những chiến sĩ lúc nào cũng vì quốc gia dân tộc. O soldier, never die. They just fade away. Người lính già không bao giờ chết, mà họ chỉ phai nhạt theo thời gian. Kính thưa quý vị, cánh cửa của sự ly biệt lúc nào cũng đầy ắp trong lòng thương xót và trong tình thân mến. Xin được phép ngả nón kính chào và vĩnh biệt bạn. Xin cầu nguyện cho linh hồn du xe được yên nghỉ trong Thiên Chúa và Đức Mẹ. Đã gửi đến thăm lễ hôm nay, xin cảm ơn cha, cảm ơn dòng đoàn, cảm ơn tài quyền. Mình trước tiên con nói là ba đi không thể dìu được thăm lễ của ba, cho nên con đọc thư này của ba cho ba nhé. Kính thưa cha nhân sư, xin đọc nguyện văn. Thưa tăng quý, thưa toàn thể quý vị kiện diện tại tăng lễ, kính công linh anh Giuse Lê, kính công linh anh Giuse Lê, kính công linh anh Giuse Lê. Cho tới ngày hôm nay tại đây, hai chúng ta đã có với nhau 69 năm tình bạn. Bạn cùng quân trường võ bị thuộc đệ nhị quân khu quân đội quốc gia Việt Nam 1953 năm tư, tiền thân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bạn cùng chiến tuyến, chiến đấu cùng chiến trường, dũng dặn trải qua hai cuộc chiến tranh Việt Nam lịch sử. Bạn tù cải tạo sau biến cố 30/4/1975 ngày mất nước. Bạn hát bộ cùng sang Mỹ, hai gia đình tái ngộ nhau tại Honolulu này đã ba thập kỷ qua. Rồi hôm nay là con chiên quần hiến của Thiên Chúa, anh về
ân mãn nguyện với tấm gương báo hiếu, báo hiếu truyền thẳng mà con gái của anh đã đề đạt cho anh. Tôi và gia đình xin kính báo chào tạm biệt anh, vô cùng thương tiếc anh, xin chia buồn cùng tan quy. Cảm ơn Trần Vĩnh Nhi. Con xin cảm ơn các bạn. Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho linh hồn Giuse được phục sống lại với người. Vì vậy, chúng con tin tưởng cầu xin Chúa.
cho linh hồn Giuse được chia sẻ vinh quang với đấng đã từng có chết sống lại. Người là Thiên Chúa hằng sống và nhân trí cũng chưa hiệp nhất với Chúa hay cả dê ngôn của ngôn trời. Kính thưa quý ông bà bệnh viện, kính thưa đại quý, sự chết luôn luôn là một sự bất ngờ. Sự chết dù chúng ta biết là người mang bệnh lâu dài, dù chúng ta biết là con người tới những ngày cuối cùng rồi, nhưng khi giáp mặt với sự chết luôn luôn là sự bất ngờ. Chúng ta không tin, chúng ta không thể chấp nhận, chúng ta khó chịu và tâm hồn của chúng ta thật trống rỗng. Người yêu của chúng ta đã ra đi, người yêu chúng ta đã đi một cách không ngờ, chúng ta không ngờ là ra đi. Đã chung sống với chúng ta cả hơn 94 năm trời, nay từ biệt chúng ta ra đi. Đây là một cái điều chúng ta không hiểu, chúng ta rất là ngỡ ngàng. Nhưng mà đây là một phần của sự sống. Sự sống chết đi, sự sống qua cái sự chết luôn luôn gắn bó với nhau. Chết để chúng ta được sống, sống để cho chúng ta được chết, và chúng ta được lên thiên đàng với Thiên Chúa. Cái điều này rõ ràng là một sự bất ngờ. Bất ngờ vì chính Chúa Giêsu đã trải qua cái cuộc sống trần gian của chúng ta, và qua cái chết của Ngài, không có ai có thể tin rằng Ngài đã sống lại. Các môn đồ người xưa đã ngỡ ngàng vì Chúa đã sống lại, mà ngày nay bao nhiêu người không tin rằng Ngài có thể sống lại. Nhưng đối với đức tin và những người Công giáo theo Chúa Kitô, chúng ta biết rằng Ngài chiến thắng sự chết, Ngài sống lại. Bất ngờ đi nữa, chúng ta không phải tin rằng Ngài đang sống trên thiên đàng. Một cái sự bất ngờ khác là chúng ta thấy là một người mang đức tin của mình và kéo dài cả một cuộc sống. Và vì vừa rồi chúng tôi gọi cái đó là một cái điều rất là khó hiểu. Họ nói rằng một tu sĩ hay là một linh mục bền vững cho sự đến cuối cùng là một cái phép lạ. Con sống đời sống linh mục và con thấy rằng đời sống của một người sống trong đức tin của ơn gọi trong gia đình là một cái chất là lớn hơn. Một người có thể trú toàn một phần và bền vững, cái đó là một sự chất là rất lớn. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng ta một người cha, một người ông đã trung thành 94 năm sáng cho gia đình, và những gương sáng rất là tuyệt vời. Một người sống trong đức tin, dù ông đã trải qua bao nhiêu thử thách của cuộc đời, chiến tranh, bao nhiêu thử thách của cuộc đời trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống cộng đoàn, chúng ta thấy ông đi ơn tất cả. Ông đã lãnh nhận và đặt chúng con, và ông đã để lại cho con cái mình. Ước gì chúng ta là những người con của ông, những người cháu của ông, chúng ta làm sao sống được như ông, noi gương để làm sao chúng ta sống trung thành với ông, giống như ông để làm sao chúng ta có thể được chiêm ngưỡng hạnh phúc thiên đàng với ông. Chúng ta cùng nguyện cầu nguyện cho ông.
nhưng mà chúng ta trả công thôi, mình không sống kiếp sống mà mình đi vào ông đã trải qua thì con thấy là ông sẽ buồn. Ước gì tất cả những người có chúng ta cố gắng làm sao theo gương ông can đảm sống với đức tin của mình, thì làm sao để lại những con cho con cháu mình sau này. Thì đó là ý muốn của ông và cái mong muốn của ông bây giờ còn phải mãn. Chúng ta cầu nguyện cho ông và chúng ta cầu nguyện cho chúng ta sống xứng đáng hơn ơn mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, ơn để làm sao trung thành với cái sự đức tin của mình, trung thành với cái ơn gọi của mình, sống đẹp lòng Chúa, không bằng chúng ta cầu nguyện cho Chúa. Chia sẻ nỗi đau khổ đến toàn thể gia đình, các con cháu đã phải xa cách người cha, người ông mà con cháu họ hàng quý mến. Kính thưa toàn thể đại gia đình Đa Quyến, sự ra đi của ông Nguyễn ngày hôm nay, nhất là vào những ngày mà mọi người vừa hân hoan đón mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chắc chắn là một nỗi đau buồn và một mất mát to lớn trong đại gia đình. Vì từ đây các con cháu không còn thấy bóng người cha, gương mẫu và người ông hiền cả kính nữa. Ngày hôm nay cộng đoàn chúng tôi rất ngậm ngùi thương tiếc để tiễn biệt của ông Giuse đi vào lòng đất mẹ và trở về với các cụ. Cộng đoàn chúng tôi cũng không còn nhìn thấy ông Giuse trong hẳn thế ngôi thánh đường này nữa, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với những muối những men mà trong suốt hơn 94 năm sống nơi trần thế, cụ ông Giuse đã ấp ủ những men muối đó trở thành những hành trang để trở về nhà Chúa ngày hôm nay. Qua những sinh hoạt của cụ ông Giuse trong cộng đoàn giáo xứ, cụ ông Giuse đã sống trọn vẹn là một tín hiếu trung thành, là một hội viên đạo đức trong hội Legio Mariae, một giáo dân nhiệt tình năng say và đã tích cực đóng góp vào những công cuộc xây dựng nhà Chúa. Xin Thiên Chúa và mẹ Maria sẽ luôn nâng đỡ an ủi
và ban nhiều hơn sức mạnh đến cho gia đình anh chị Nguyễn Quang Huy và đại gia đình Tam Quyến cùng các con cháu trong lúc này. Và đồng thời, cộng đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục hiệp ý với toàn thể đại gia đình Tam Quyến cầu nguyện thêm cho người thân yêu của gia đình là của ông Lô Xe sớm được thêm, sớm được Thiên Chúa đón nhận về nơi hạnh phúc, vì đó là nguồn hạnh phúc duy nhất mà của ông Lô Xe có lẽ đã từng tha thiết cầu xin yên hạnh trong cuộc sống, trong những thời gian đau yếu để cầu xin được Chúa ở đâu thì cho của ông Lô Xe cũng được ở đó với Ngài và được an nghỉ trong Chúa muôn đời, vì trong nhà cha này còn nhiều chỗ ở. Thay mặt cộng đoàn và sức các thánh lãnh đạo Việt Nam, xin thành kính phân điều. Con xin được là thầy Tam Quyến và các con, các cháu của ông Lô Xe. Trước hết, xin cho con được bày tỏ lòng biết ơn đến cha quản nhiệm đã luôn quan tâm u ám đến ông Lô Xe là người ba người ông của chúng con. Khi ông còn khỏe và con cháu có thể đưa ông đến ngôi thánh đường này một chiều Chủ nhật để tham dự thánh lễ, cha vẫn luôn dành cho ông những lời khích lệ, vấn an và những cái bắt tay thật nồng ấm. Và khi ba của chúng con già yếu, đau bệnh, cha lại đến thăm viếng, ủi an và ban những ơn thiêng cần thiết trước khi ba chúng con được Chúa gọi ra khỏi thế gian. Chúng con cũng xin chân thành biết ơn quý cha, quý năng lực phục sự, quý cụ, quý ông bà, quý chú bác, quý tổ hợp, quý thân tộc họ hàng, quý không gian và bằng hữu, quý đồng hương và đồng nghiệp của ông Lưu Xê, quý vị đã chia buồn xin lễ hiệp ý cầu nguyện cho người cha, người ông của chúng con. Con cũng xin chân thành cảm ơn thầy Sáu, chủ tịch giáo xứ, ban mục vụ các giáo khu, hội Giê-xu Ma-ri, các hội đoàn trung giáo xứ và ngoài xã hội, đặc biệt những hội đoàn mà trước đây khi còn khỏe ba chúng con đã đến sinh hoạt và phục vụ. Và trong thánh lễ an táng cho ông Giuse chiều nay, cũng xin được chân thành cảm ơn ban phòng thánh, ban lễ sinh và gia đoàn đã góp phần cho thánh lễ thêm phần sốt sắng. Và xin Thiên Chúa ban ơn cho tất cả quý vị đã thân tình yêu mến, chia sẻ những buồn vui và hỗ trợ giúp đỡ cho ông Giuse trong cuộc sống, và nhất là thời gian ông ở lại. Xin vì mình, vì mình.
ta là dân tộc Tư Xe, đã về ăn nghỉ trong miền Nam của Đức Kitô với niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện khó khát người thân yêu này vào lòng từ ái của Chúa chúng ta. Người thân yêu đã trở nên con cái của con vĩnh cửu thừa tội và được nuôi dưỡng nơi bằng tiền của người. Chúng ta cùng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta nữa. Xin Chúa cho chúng ta có ngày gặp lại người thân yêu mà chúng ta thắp hương bây giờ. Chớ vì tất cả chúng ta được gặp Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đến trong vinh quang vì Ngài là sự sống của chúng ta. Con cầu xin để Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.